Vâng, xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc máy băm chuối Dakio. Chiếc máy này thì sử dụng motor 3kW 4HP, tốc độ vòng tua là 1.500 vòng trên phút. Bây giờ tôi sẽ cấp điện và CV để cho máy chạy. Đây là chiếc máy chạy không. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Bây giờ tôi sẽ test băm cái chuối này cho các bạn xem nhé. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con. Đây là thành phẩm của chúng ta. Và đây là thành quả của chuối. Băm rất đỏ, rất nhỏ, đều, mịn và không chảy nước. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.